Và sau đây là dòng tâm sự tao gửi đến mày nè. Con bạn tốt mình chơi với nhau cũng được một năm, tao quan tâm mày từng chút một. Có chuyện gì vui hay chuyện gì buồn thì tao cũng kể cho mày nghe. Thế rồi sao mày lại đang trở về cho tình bạn cho sức khỏe? Mày đi nói xấu với người ta là tao thế này rồi thế nọ, trong khi con người bạn thân của mày thì mới chính là cờ hớp. Vậy thì mày từng là bạn tao đó, bạn thân nhưng thân ai lấy đó. Đúng là tao đã gặp lộn cái bạn khi mọi chuyện dần tan nhỏ. Ở trường bạn tốt chính là đây là chơi với nhau phải nói xấu, đâm chọc sau lưng hay là các kiểu hay là chơi trò nữa nữa không? Chưa với bạn lâu thì tôi mới biết được gì là bạn được cái bạn. Bạn tốt có khiến bạn biến dễ dàng điển hình như con người giống bạn. Bạn chơi tốt quá thì xin lỗi bạn. Đi tìm chỗ các bạn trên, còn tôi thì tôi xin phép nói thẳng xin bạn hãy biến ra khỏi cuộc đời. Tôi sợ bạn giữ lắm đời thì bạn là không bạn tốt, là đứa bạn tốt nhưng mà nói xấu sao luôn nói người cái kẻ tốt. Chính là đây là chơi với nhau phải nói xấu, đâm chọc không lưng hay là cái kiểu hay là chơi trò để ngủ không. Chưa với bạn lâu thì tôi mới biết được gì là bạn được cái bạn. Bạn có khiến bạn biến vậy thì điển hình như con người giống bạn. Bạn chơi tốt quá thì xin lỗi bạn và đi tìm chỗ các bạn trên, còn tôi thì tôi xin phép nói thẳng đây không phải là bạn tốt. Chơi với bạn mà đi nói xấu thì người ta gọi là phóng đạn. Chơi với bạn mà đi nói xấu cái này cũng bị bắn một càng. Thì người chính là bạn tốt, mở miệng ra là bạn của tao nhưng mà sao mày lại nói xấu một chút mà sao mày lại bảo là bạn thân chỉ có mình tao mình mãi là một đứa bạn tốt. Cũng tại tao nguyên nên mới tin thầy đừng đối cho tao có dạy dỗ. Sao khi tao biết một bản mặt mày sống còn như một con gờ hóng, suốt ngày cứ lo mày đi nói xấu nên cả chuyện người mày cũng lo. Mày đi nói là tao thế này rồi lại nói xấu tao thế kia, mình chơi với bạn thì luôn mất mặt mà bạn chơi lại như vậy rồi. Bạn này nói thiệt tôi với bạn lâu tính bạn nó sao mình không biết, chẳng qua là mình để xem mày thế nào. Thôi nè tôi nói thiệt là nhìn mặt bạn đó, nó đã nhìn lên một chữ gì mà gì tài giỏi là có cái miệng nhưng mà bạn dở trò lên giấy. Nói thiệt là chị muốn tính bạn một cái để bạn tính phòng ra phải mặc bỏ đi là cái lớp mặt nạ. Con người này dối trá, con người như bạn thì mình nói thật là nó hết dài rồi bạn ơi. Chơi với bạn mà nói xấu bạn mà không biết mắc cỡ thôi thì phải tốt. Chính là đây là chơi với nhau phải nói xấu, đâm chọc không lưng hay là cái chửi hay là chơi trò nó nhựa đâu. Chơi với bạn lâu thì tôi mới biết được gì là bạn được cái bạn. Bạn tốt có khiến bạn biến vậy thì điển hình như con người giống bạn. Bạn chơi tốt quá thì xin lỗi bạn mà đi tìm chỗ các bạn chơi, còn tôi thì tôi không có muốn.